Lực lượng phòng vệ Israel thông báo, nước này sẽ có hành động quân sự đáp Hamas sau các cuộc tấn công từ dải Gaza vào sáng nay 7 tháng 10. CNN dẫn tuyên bố của người phát ngôn lực lượng phòng vệ Israel, IDF, cho biết IDF đã phát động chiến dịch quân sự thanh kiếm sắt chống lại phong trào Hamas sau cuộc tấn công bất ngờ của nhóm chiến binh Palestine vào lãnh thổ nước này vào sáng sớm 7 tháng 10. IDF cũng cho biết hàng chục máy bay chiến đấu của lực lượng này hiện đang tấn công các vị trí của Hamas ở dải Gaza. Để ngăn chặn các cuộc tấn công rocket của Hamas từ dải Gaza vào Israel, IDF hiện đang tấn công các mục tiêu của đối phương ở khu vực này, IDF cho biết trong một tuyên bố trên mạng xã hội X. Israel cũng đã ban bố tình trạng báo động chiến tranh ngay trong sáng 7 tháng 10, sau khi các đợt tấn công đầu tiên diễn ra. Phát biểu về tình hình hiện tại, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, Yoav Gallant cho biết Israel sẽ giành chiến thắng trong cuộc chiến này trước Hamas. Hamas đã phạm sai lầm nghiêm trọng sáng nay và phát động cuộc chiến chống lại nhà nước Israel. Các binh sĩ IDF đang chiến đấu chống lại kẻ thù ở mọi nơi. Tôi kêu gọi tất cả công dân Israel làm theo hướng dẫn an ninh. Nhà nước Israel sẽ chiến thắng trong cuộc chiến này, Bộ trưởng Gallant nói. Còn theo truyền thông Israel, ít nhất 100 người đã bị thương trên khắp Israel trong các đợt tấn công của Hamas. Hiện chưa có số người thiệt mạng chính thức. Trước đó vào sáng sớm 7 tháng 10, chỉ huy nhánh quân sự của phong trào Hamas Mohammed Andef cho biết nhóm này đang phát động một chiến dịch mang tên Bão Anassa nhắm vào các vị trí, sân bay và vị trí quân sự của Israel. Cũng theo Mohammed Andef, Hamas đã phóng ít nhất 5.000 quả rocket vào lãnh thổ Israel. Xung đột leo thang giữa phong trào Hamas và Israel làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xảy ra một cuộc đối đầu quân sự trên diện rộng tương tự cuộc chiến kéo dài 11 ngày tại dải Gaza năm 2021 khiến hàng trăm người thiệt mạng. Thủ tướng Israel trong phát biểu mới nhất cho biết nước này đang trong tình trạng chiến tranh, đồng thời tuyên bố buộc đối phương trả giá chưa từng thấy. Chúng ta đang trong tình trạng chiến tranh, không phải chiến dịch quân sự đơn lẻ mà là một cuộc chiến. Tôi đã ra lệnh động viên lực lượng dự bị và chúng ta sẽ đáp trả với mức độ chưa từng thấy. Kẻ thù sẽ phải trả cái giá chưa có tiền lệ, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết. Bình luận của ông Netanyahu được người phát ngôn của lực lượng phòng vệ Israel, IDF, chuẩn đô đốc Daniel Hagari nhắc lại trong thông báo mới nhất rằng Israel đang ở trong tình trạng chiến tranh. Ông nói thêm rằng hơn 2.000 quả rocket đã được bắn vào lãnh thổ Israel và những tay súng Hamas vẫn hoạt động bên trong nước này. IDF và triển khai quân đến một khu định cư. Chúng tôi đang tập trung lực lượng đến biên giới Gaza, ông Hagari nói. Còn phát ngôn viên lục quân Israel Richard Hack nói rằng, lực lượng Hamas đã tiến hành cuộc đột kích hiệp đồng bằng đường bộ, dù lượn trên không và đường biển. Ông xác nhận đã có binh sĩ Israel thương vong, nhưng không đưa ra con số chi tiết cũng như từ chối bình luận về thông tin nhiều công dân Israel bị lực lượng Hamas bắt. Các phát biểu được đưa ra vài giờ sau khi Mohammad Danifa, chỉ huy nhánh quân sự của phong trào Hamas kiểm soát dải Gaza, tuyên bố phát động chiến dịch nhằm vào Israel và kêu gọi người dân Palestine tham chiến. Đây là ngày khởi đầu trận đánh vĩ đại nhất nhằm chấm dứt sự chiếm đóng. Dịch vụ cấp cứu tại Israel cho hay, ít nhất 22 người tại nước này đã thiệt mạng và hơn 250 người bị thương, với con số dự kiến còn tăng. Quân đội Israel cho biết đã không kích dải Gaza, trong khi các nhân chứng kể rằng có những vụ nổ lớn với ít nhất 2 người thiệt mạng. Đài Rishit 13 TV News của Israel cho hay, các tay súng bắt giữ con tin Israel tại thị trấn Ofakim và 5 tay súng Palestine đã thiệt mạng tại thị trấn Sderot. Hãng Reuters đưa tin lực lượng Hồi giáo Palestine đã bắt giữ một số binh sĩ Israel. Cảnh sát Israel cho biết có 21 nơi xảy ra đụng độ tại phía nam nước này. Còn tại dải Gaza, nhiều người đổ xô mua nhu yếu phẩm do lo ngại những ngày xung đột sắp tới. Một số người rời khỏi nhà và đến những nơi trú ẩn. Trước tình hình trên, Cao ủy Liên Hiệp Quốc về Nhân quyền Volker Turk kêu gọi các bên lập tức dừng bạo lực. Cuộc tấn công này đang có tác động khủng khiếp đến dân thường Israel. Thường dân không bao giờ được trở thành mục tiêu tấn công, ông lên tiếng. Ông kêu gọi Israel thận trọng, tránh gây thương vong dân thường khi Israel đáp trả bằng các đợt không kích tại Gaza. Về phía Mỹ, Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan cho biết Washington lên án cuộc tấn công của Hamas, đồng thời đang liên hệ chặt chẽ với phía Israel. Bộ Ngoại giao Ai Cập cảnh báo về những hậu quả nghiêm trọng từ căng thẳng leo thang giữa Israel và Palestine, đồng thời kêu gọi kiềm chế tối đa và tránh để người dân gặp thêm nguy hiểm. Bộ Ngoại giao Ả Rập Xê Út cho biết đang theo dõi diễn biến của tình hình chưa từng thấy và kêu gọi dừng bạo lực giữa Israel và Palestine. Về phần mình, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cực lực lên án các cuộc tấn công khủng bố nhằm vào Israel. Tôi bày tỏ tình đoàn kết hoàn toàn với các nạn nhân, gia đình họ và những người thân thiết với họ, ông viết trên mạng xã hội X. Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock cũng cực lực lên án việc Hamas tấn công Israel.
bạo lực và rocket nhằm vào thường dân vô tội phải dừng lại ngay. Chúng tôi hoàn toàn đoàn kết với Israel và quyền của nước này theo luật pháp quốc tế là tự bảo vệ mình trước khủng bố, bà phát biểu. Viết trên mạng xã hội, Ngoại trưởng Anh James Cleverly lên án cuộc tấn công của Hamas nhằm vào dân thường Israel và cho biết anh luôn ủng hộ quyền tự vệ của Israel. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen lên án cuộc tấn công của Hamas và gọi đó là sự khủng bố theo hình thức đáng khinh bỉ nhất. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan kêu gọi các bên kiềm chế. Ngoại trưởng Hà Lan Mark Rutte cho hay ông đã điện đàm với Thủ tướng Netanyahu và cho biết Hà Lan lên án bạo lực khủng bố cũng như ủng hộ quyền tự vệ của Israel. Về phía Nga, Thứ trưởng Ngoại giao Mikhail Bogdanov cho hay Nga đang liên lạc với Israel, Palestine và các nước Ả Rập về vụ việc. Bộ Ngoại giao Ukraine lên án việc tấn công khủng bố nhằm vào Israel và ủng hộ quyền tự vệ của nước này. Tương tự, Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan Zbigniew Rau lên án hành động của Hamas và cho rằng điều đó là không thể chấp nhận. Nhiều nước khác như Cộng hòa Séc, Bỉ, Hy Lạp cũng phản đối hành động bạo lực nhằm vào dân thường Israel. Trong khi đó, nhóm Hezbollah ở Lebanon do Iran hậu thuẫn, vốn là kẻ thù của Israel, ra thông cáo cho biết nhóm này đang theo dõi sát sao tình hình ở dải Gaza và đang liên lạc trực tiếp với lãnh đạo lực lượng phản kháng Palestine. Thông cáo nói thêm rằng sự việc là phản ứng quả quyết đối với việc Israel tiếp tục chiếm đóng và là một thông điệp cho những bên nào muốn bình thường hóa với Israel. Cố vấn Rahim Safavi của lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei hoan nghênh các tay súng Palestine tiến hành cuộc tấn công lớn nhất trong nhiều năm nhằm vào Israel, theo trang ISNA. Chúng tôi sẽ sát cánh cùng các chiến binh Palestine cho đến khi giải phóng Palestine và Jerusalem, theo ông Safavi. Qatar cho rằng chỉ có Israel chịu trách nhiệm cho việc leo thang bạo lực, đồng thời kêu gọi hai bên kiềm chế. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.